Một người đàn ông đã bị bắt vào ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018 vì bị nghi có liên quan đến đám cháy Holy Fire vốn đã thiêu hủy hơn 6.000 mẫu tại rừng quốc gia Cleveland. Nghi can Forrest Gordon Clark, 51 tuổi, đã bị đưa vào nhà tù Orange County với hai tội phóng hỏa, một tội đe dọa khủng bố và một tội kháng cự lệnh bắt. Nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc này, Clark có thể phải ngồi tù suốt đời. Clark đang bị giam với mức tiền phạt tại ngoại đó là 1 triệu Mỹ Kim và ra tòa vào ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018. Nhà chức trách tin rằng Clark không liên quan tới các đám cháy khác tại Orange County. Theo truyền thông thì Clark làm chủ một nhà gỗ trong khu vực tại trung tâm đám cháy Holy Fire, theo cơ quan cứu hỏa Orange County. Các bằng chứng thu thập được cho thấy Holy Fire là một đám cháy có chủ ý. Những nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu xem ngọn lửa được đốt lên như thế nào. Không có ai nhìn thấy Clark gây ra vụ cháy, nhưng nguồn gốc đám cháy Holy Fire nằm gần căn cabin của ông ta. Clark được cho là đã có mâu thuẫn với láng giềng suốt nhiều năm qua và đã từng gửi một email đe dọa chỗ này sẽ bị thiêu trụi tới một viên chức cứu hỏa vào tuần trước. Trong số 14 căn cabin nằm trong khu vực cháy, chỉ có căn cabin của Clark là còn nguyên vẹn. Trong khi đó, tính đến trưa ngày thứ Tư, ngày 8 tháng 8, đám cháy Holy Fire đã lan rộng là 6.200 mẫu và mới chỉ được khống chế 5% mà thôi. Không có ai bị thương trong vụ cháy này, nhưng hàng trăm nhân viên cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường cùng với 10 trực thăng và 6 máy bay nhỏ hỗ trợ thả nước và chất chống cháy. Việc cứu hỏa vẫn còn rất là khó khăn do địa hình có nhiều cây cối và thời tiết nóng đến hơn 100 độ F tại khu vực. Chỉ huy cứu hỏa tình nguyện Mike Milligan cho biết ông nhận được email đe dọa từ ông Clark vào hồi tuần trước. Ông nói là ông Clark có vấn đề về tâm lý và hy vọng cảnh sát bắt ông sớm hơn. Ông Milligan còn kể vào hồi tuần trước ông Clark chạy quanh khu Holy Gym, la hét rằng khu này sẽ bị cháy rụi. Email của ông gửi cũng có nội dung tương tự như vậy. Chỉ huy Milligan còn cho hay là ông Clark có thù hằn với hàng xóm hơn một thập niên qua khi cảnh sát đến vào buổi sáng. Ông Clark cho rằng chỉ huy Milligan có một đường dây bán ma túy và ông có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Sau khi la hét, ông Clark cởi hết quần áo và đứng trần truồng ở trước nhà. Đến tối, cảnh sát trở lại và bắt ông vì nghi ngờ ông phóng hỏa. Theo hồ sơ của tòa án thì ông từng bị giữ lại ở một trung tâm điều trị bệnh tâm thần vào năm 1996. Đến năm 2012, tòa ra lệnh cách ly ông và mẹ là bà Mary Marcello Clark vì ông từng nhiều lần đòi tiền của bà. Khi có con trai tôi ở nhà thì không bao giờ được yên bình cả, mẹ của ông Clark ghi trong hồ sơ của tòa. Ông Forrest Gordon Clark đang bị giam với tiền tại ngoại hậu cha. Đó là 1 triệu đô la Mỹ. Ông toàn trường đã bị bắn chết trước mặt người vợ đang mang bầu và đứa con trai 3 tuổi ngay tại nhà, có thể là vì căn vườn nho nhỏ bí mật của mình. Người đàn ông gốc Việt 43 tuổi đã bị giết chết tại nhà riêng nằm ở Ellison Street ở Sunshine Square. Người ta tin là ông Toan có thể đã bị giết bởi một băng đảng chuyên sử dụng camera hồng ngoại để dò tìm những căn nhà có thể trồng cần sa bằng phương pháp thủy canh. Cần sa thường trồng trong các dung dịch giàu dinh dưỡng, thường là dưới ánh sáng nhân tạo ở những vùng ngoại ô ở phía tây thành phố Melbourne. Thủ phạm có thể là một băng đảng đường phố và lên đến 50 thành viên, được cho là cũng chịu trách nhiệm cho một chuỗi các vụ cướp có vũ trang. Được biết là băng đảng này đã lấy cắp những chiếc camera hồng ngoại và một trong số đó từ một trạm cứu hỏa. Chúng có thể xác định những căn nhà đang tỏa nhiệt nhiều hơn bình thường và đó là dấu hiệu cho thấy việc canh tác cần sa thủy canh. Ông Toàn đã trồng cần sa trong một căn phòng trên lầu và dặn vợ rằng không được đi lên bởi vì ông đang sửa chữa lại căn phòng cho đứa bé sắp chào đời và muốn tạo một sự bất ngờ cho gia đình.
Khi vụ việc xảy ra, ông Toàn đang ngủ tại phòng của mình vào khoảng 5 giờ sáng khi vợ gọi. Người đang mang thai 8 tháng nghe thấy tiếng động lạ. Cô đã đi xuống nhà kiểm tra và đã phát hiện một người đàn ông ở trong nhà. Ông Toàn thức dậy lập tức đến giúp cô vợ và đuổi theo kẻ xâm nhập đến một phòng ngủ phía sau của ngôi nhà. Tên này sau đó đã nổ 2 phát súng vào ông Toàn ngay trước mặt vợ con của ông. Tên giết người sau đó đã bỏ chạy trên một chiếc xe đậu gần đó. Các thám tử tin rằng tên tội phạm đã nhận thức được sự tồn tại của những cây cần sa được trồng và đã đột nhập vào nhà để mà ăn trộm chúng. Thanh tra thuộc đội điều tra án mạng, ông Nick Hughes xác nhận các thám tử đang điều tra. Những liên kết đến một loạt các vụ xâm nhập vào những ngôi nhà có vườn tược ở trong nhà, bao gồm cả một vụ án tại Taylor Hills, với một việc một người đàn ông mang theo súng bị thương nặng khi bị tông xe. Thanh tra Hughes cho biết là có vẻ như ông Toàn, một kỹ sư làm toàn thời gian và không nằm trong danh sách của cảnh sát, đã bắt đầu trồng cần sa vì muốn tăng thêm thu nhập, mặc dù là ông vẫn chưa thu hoạch một vụ mùa nào. Chúng ta thấy ở đây đó là một người đàn ông tốt từ một gia đình hạnh phúc, một người mà đã có một công việc thực sự tốt. Ông nói, và vì là một lý do nào đó, người đàn ông đã quyết định có lẽ nên tăng thêm thu nhập bằng việc trồng cần sa trong nhà, và ông đã trả một cái giá quá đắt cho sai lầm đó. Em trai Tài Trương cho biết cả gia đình ông đã phải chật vật suy nghĩ là tại sao anh trai của ông lại phải làm một việc sốc và nguy hiểm đến vậy vì họ không cần tiền. Anh trai tôi đã làm một việc ngu ngốc, ông đã làm một chuyện sai lầm, và vì vậy ông ấy đã trả giá bằng cả mạng sống của mình, ông Tài nói với các phóng viên như vậy. Ông cho biết gia đình ông không giàu có nhưng luôn biết rằng bữa ăn tiếp theo đến từ đâu. Ông Tài tiết lộ về vợ của ông Toàn kể từ khi sinh ra cô con gái và đã cố gắng kết nối lại toàn bộ câu chuyện và vẫn còn bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Ông được sự yêu thương từ bạn bè và gia đình của ông. Ông đã có một thế giới tốt đẹp ngay phía trước. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của một người đàn ông đã vào ngôi nhà và thu được CCTV cảnh quay trong đó cho thấy một chiếc siren tối đã tăng tốc từ trường về phía Fitzgerald ở đường ngay sau khi chụp. Cảnh sát đã phát hành hình ảnh của người đàn ông đã xâm nhập vào căn nhà và đã thu được đoạn CCTV cho thấy hình ảnh một chiếc siren ngay sau vụ nổ súng. Hai chiếc xe khả nghi cũng đã được nhìn thấy đi chung với nhau qua khu vực này khoảng 45 phút trước sự việc xảy ra. Cả hai đều được cho là có màu tối và một chiếc thuộc Model Fox Falcon và chiếc còn lại là một chiếc BMW. Hai cửa hoặc là tương tự. Có thể có tổng cộng 3 người đàn ông trong những chiếc xe. Bất cứ ai có thông tin liên quan được kêu gọi hãy liên hệ với Crime Stoppers vào số 1800 333 000. Một thực tế rõ ràng mà mọi người đều phải công nhận, đó là các nhà tù tại quận Los Angeles County do văn phòng cảnh sát trưởng điều hành, nhưng thành phần băng đảng Mexico gọi là Mexican Mafia mới thực sự là giới kiểm soát ở bên trong nhà tù. Hệ thống này bao gồm nhiều tay anh chị từ các băng đảng gốc Latino nói tiếng Spanish, hoạt động như là một chính quyền bất hợp pháp và thường xuyên thu thuế từ các chiến hàng ma túy vào tù, ra lệnh giết những kẻ không tuân lời họ và ngay cả điều hành các công việc bên ngoài của nhà tù, theo các công tố viên liên bang cho biết. Tuy nhiên, quyền lực của tổ chức băng đảng nhà tù này đã bị triệt hạ phần nào khi 83 thành viên băng đảng và những kẻ liên hệ đã bị giới hữu trách chính quyền liên bang bắt và truy tố, gồm các tội danh như là buôn bán ma túy, tống tiền, hành hung và ngay cả giết người. Chúng ta mới đánh một đòn nặng vào thành phần băng đảng nhà tù giết người không gớm tay và những kẻ liên hệ với họ, theo lời biện lý liên bang Nick Hanna cho hay trong cuộc họp báo. Giới chức nói rằng để gây khó khăn cho hệ thống chỉ huy băng đảng, các nghi can vừa bị bắt sẽ bị giữ trong nhà tù liên bang, trong khi những kẻ đang ở trong nhà tù tiểu bang sẽ phải bị đưa đi nơi khác. Cảnh sát trưởng quận Los Angeles, ông Jim McConnell, tuy vậy cũng công nhận rằng các hành động này chỉ có tác dụng trong một thời gian, vì thành phần lãnh đạo băng đảng này thường xuyên thay đổi trong phần lớn các nhà tù tiểu bang.
sẽ có thành phần lãnh đạo mới và đó là cách tổ chức này vận hành, cảnh sát trưởng McDonald cho hay. Nhóm này gồm thành phần lãnh đạo các băng đảng Latino, đường phố bị bắt, vào tù và tiếp tục kiểm soát hoạt động của băng mình trong và ngoài nhà tù California. Họ khởi sự từ thập niên 50 ở các trung tâm cải huấn thiếu niên và lớn mạnh thành một tổ chức có tầm vóc quốc tế. Kiểm soát việc vận chuyển buôn bán ma túy và tống tiền ở bên trong hệ thống nhà tù lớn nhất nước Mỹ này. Bản cáo trạng cho biết bang Mexican Mafia cũng kiểm soát đàn em ở bên ngoài bằng cách dùng vợ, bạn gái và ngay cả luật sư để chuyển lệnh và được những đàn em chưa bị bắt thi hành. Chi 3 tỷ USD mỗi năm, người Việt cần những gì để mua nhà ở Mỹ? Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, người nước ngoài đã mua lượng bất động sản trị giá hơn là 153 tỷ USD tại Hoa Kỳ. Trong đó, người Việt đóng góp 2%. Vậy là làm thế nào để mua nhà ở Mỹ? Theo nhiều chuyên gia bất động sản Mỹ, ngày càng có nhiều người nước ngoài chọn Mỹ để mua bất động sản với nhiều mục đích, bao gồm cư trú và đầu tư tích trữ. Theo Hiệp hội các nhà môi giới địa ốc của Mỹ NAR, 5% số bất động sản Mỹ giao dịch trong khoảng một năm trở lại đây là bán cho người nước ngoài. Tổng giá trị của số bất động sản này là 153 tỷ USD. Việt Nam thì nằm trong nhóm 10 quốc gia chi mua nhà ở Mỹ nhiều nhất, chiếm đến 2%. Để mua được bất động sản ở Mỹ, thủ tục sẽ có sự khác biệt ở từng bang. Tuy nhiên, người nước ngoài hoàn toàn có thể mua. Đứng tên nhà ở Mỹ mà không cần thẻ định cư dài hạn, chúng ta cũng cần phải xác định rõ cái mục đích mua. Theo chuyên trang mua bán bất động sản của Mỹ, Zillow, khách hàng trước khi mua nhà tại Mỹ nên xác định rõ mục đích căn nhà để làm gì. Theo chuyên trang này, người nước ngoài nên cân nhắc mua nhà cho những mục đích như là nhà nghỉ dưỡng, nhà ở tạm thời, nhà ở dài hạn, nhà để đầu tư hay là nhà cho con cái du học tại Mỹ. Việc xác định rõ mục đích sử dụng sẽ giúp việc tìm nhà và chuẩn bị hồ sơ mua nhà diễn ra thuận lợi hơn. Theo luật pháp Hoa Kỳ, người nước ngoài mua nhà tại Mỹ hoàn toàn có thể đứng tên chính họ hoặc là đứng tên cho doanh nghiệp của họ mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Tiền mua nhà có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người mua. Theo số liệu từ NAR, mỗi căn nhà do người nước ngoài mua có giá trị trung bình khoảng là 500.000 USD. Đây là khối tài sản không hề nhỏ và các chuyên gia bất động sản Mỹ từ Investopedia cho rằng người nước ngoài cần thuê đơn vị kiểm định chất lượng trước khi đặt bút ký mua một căn nhà nào đó tại Mỹ. Người mua nhà hoàn toàn có thể ủy thác cho đơn vị kiểm định mà không cần đặt chân tới Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng người mua nhà cũng nên cân nhắc yếu tố khí hậu nếu có nhu cầu sinh sống tại căn nhà. Nhiều bang tại Mỹ có khí hậu khác biệt hoàn toàn so với khí hậu tại nước sở tại. Cách tốt nhất để hoàn thiện thủ tục mua nhà tại Mỹ là thuê một đơn vị tư vấn bất động sản. Ngay cả người Mỹ khi mua nhà cũng thường xuyên tìm đến các đơn vị tư vấn để đơn giản hóa các thủ tục, cũng như là nhận được sự tư vấn để tìm được bất động sản phù hợp nhất. Mặt khác, bên cạnh đó, người nước ngoài mua nhà tại Mỹ nếu đủ điều kiện và đã trả trước 30-40% giá trị của căn nhà, có thể nhận được khoản vay từ các ngân hàng Mỹ. Để được chấp nhận cho vay, người nước ngoài cần có điểm tín dụng tốt tại các ngân hàng Mỹ. Cần lưu ý, người nước ngoài mua nhà tại Mỹ vẫn cần mở mã số thuế cá nhân. Bạn sẽ phải thực hiện một vài thủ tục để có được mã số thuế này. Bên cạnh đó, việc đứng tên bất động sản cần đơn giản nhất có thể là để tránh việc bị tính thuế nhiều lần. Người nước ngoài có thể mua được những loại nhà như là nhà ở, mua căn hộ cao cấp và nhà phố ở Mỹ. Điều đặc biệt là các quá trình trên gần như là có thể thực hiện được từ xa và người mua có thể không cần phải tới Mỹ một lần nào mà vẫn mua được bất động sản. Chỉ cần ủy thác cho các đơn vị liên quan để làm thủ tục.
Theo luật thuế đầu tư bất động sản từ nước ngoài, khoản thuế phải đóng cho một căn nhà được mua bởi người nước ngoài đó là 10%. Đồng thời, chính quyền bang cũng sẽ thu thêm vài phần trăm nữa tùy theo quy định của mỗi bang. Với người Việt Nam có nhu cầu, các quy định của pháp luật Việt Nam không cấm cá nhân người Việt Nam sở hữu bất động sản ở nước ngoài, nhưng lại có các quy định cấm chuyển tiền mặt số lượng lớn ra nước ngoài cho các mục đích cá nhân. Hiện, pháp luật Việt Nam chỉ cho phép cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, đi du lịch, trợ cấp cho thân nhân, thừa kế, v.v. Ngay trong những trường hợp này, mức tiền được chuyển tương đối là hạn chế và cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng, giấy báo học phí, viện phí, v.v. Và hiện là chưa có cơ chế chuyển tiền đầu tư bất động sản. Trong khoảng một năm vừa qua, công dân Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm mua nhiều nhất bất động sản tại Mỹ. Cụ thể, người Việt đã chi hơn 3 tỷ USD để mua nhà tại Hoa Kỳ, đồng hạng với 7 trong 10 quốc gia có công dân mua nhà nhiều nhất tại Mỹ. Sống ở trên đất Mỹ, người Việt ai cũng có ước vọng làm chủ một ngôi nhà. Tuy dịch vụ mua bán nhà thường có môi giới địa ốc làm trung gian cho hai bên, nhưng thủ tục mua bán nhà đất theo luật địa ốc Hoa Kỳ có nhiều khía cạnh phức tạp. Sau đây là vài điều quan trọng được nêu ra với mục đích là giúp đồng hương Việt Nam hiểu rõ, hầu tránh những rắc rối hay thiệt thòi có thể vấp phải trong giao dịch mua nhà. Khi được môi giới địa ốc giới thiệu đưa đi xem một ngôi nhà và cảm thấy vừa ý, thì người có ý định mua, gọi tắt là người mua, cần chú trọng đến 5 chi tiết quan trọng kể sau. Thứ nhất là phải hỏi rõ bất động sản đó bao gồm chính xác những gì, ngoài nhà đất rộng hẹp bao nhiêu, còn cần liệt kê các vật dụng để lại, thí dụ như hệ thống đèn, màn cửa, lò bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, v.v. Nhiều lúc môi giới hướng dẫn xem nhà có nhiều món không nói rõ ràng, đến khi nhận nhà chủ bán dọn đi mất hết sẽ tốn công khiếu nại. Thứ hai là cần tìm hiểu là tình trạng hàng xóm chung quanh có được an ninh, yên tĩnh và để ý nhà cửa có được giữ gìn bảo trì tốt hay là không. Thứ ba là khu vực nhà định mua có bị ảnh hưởng nào do những chương trình phát triển của chính phủ liên bang hay tiểu bang hay là địa phương đi qua, thí dụ như là phát triển đường xá cầu cống chẳng hạn. Thứ tư là nên muốn người kiểm tra nhà, home inspection, xem có vấn đề gì cần sửa chữa hay là giải quyết. Thứ năm là hỏi số tiền thuế địa ốc hiện tại đã đóng để tính sau khi mua sẽ phải khác biệt hay là ảnh hưởng phải đóng thêm. Người mua có quyền mặc cả đề nghị một giá thấp hơn tiền chủ bán đòi và cũng có quyền thay đổi ý kiến trước khi chủ bán nhận lời. Tuy nhiên, nên lưu ý là ngay lúc chủ bán chấp thuận giá đề nghị thì mặc nhiên họ đã có trách nhiệm phải trả hoa hồng đã thỏa thuận trước với môi giới. Do đó, nếu trả giá xong mà lại không chịu mua nữa, thì chủ bán có quyền kiện người mua ra tòa đòi bồi thường số tiền trên. Ngược lại, sau khi chấp nhận bán mà lại đổi ý, thì chủ bán vẫn phải trả tiền hoa hồng cho môi giới, không ảnh hưởng gì đến người mua. Những điều kiện này tùy vào khế ước của môi giới cả hai bên, do đó, cả chủ bán lẫn người mua nên thận trọng khi ký kết văn kiện đầu tiên cùng trung gian. Lúc người mua và người bán sau khi thương lượng đồng ý giá cả thông thường sẽ thiết lập một văn kiện ràng buộc binder. Đây là một hợp đồng tiên khởi trước ngày chính thức đóng hồ sơ mua bán nhà. Closing sale contract. Giữa hai bên sẽ được thiết lập tại một công ty lập văn tự title company. Văn kiện ràng buộc gồm có địa chỉ ngôi nhà, tên những người liên hệ hai bên mua bán, giá bán và đã đồng ý cùng với đề nghị nguồn tài trợ cho vay tiền cùng những điều kiện mua bán. Trong hợp đồng này, người mua cần đặt 3 điều kiện quan trọng để có quyền chấm dứt thương thảo và lấy lại đầy đủ tiền cọc, thường là từ 1% cho tới 3% giá mua. Thứ nhất là không vay được tiền mua nhà theo chấm dứt lời trong hạn định ký kết. Thứ hai là khám phá ra ngôi nhà bị hư hỏng trầm trọng hay có nguy hiểm ngoại vi không được báo trước. Thứ ba là khám phá ra những khiếm khuyết trầm trọng không được tiết lộ trước khi ký kết. Người mới mua nhà lần đầu nên biết rõ là những gì mình định mua. Thứ nhất là ngôi nhà có vi phạm luật lệ quy định khu vực cần phải tu chỉnh hay là sửa chữa hay không. Thứ hai là từ đời các chủ nhiều năm về trước có từng bị vấn đề ô nhiễm môi sinh như chứa đựng hay là phế thải các hóa chất chính phủ liệt kê trong danh sách độc chất.
Thứ ba là ngôi nhà trong tình trạng không an toàn cho những ai có việc phải bước vào địa phận nhà như nắp cống sập sau vườn. Thứ tư là trong hợp đồng có những điều khoản tùy thuộc vào sự kiện khó thi hành hay là khó hợp lệ. Thứ năm là liệu có khả năng đủ tiền trả hàng tháng đúng hạn, đừng để sau này mất nhà. Thứ sáu là liệu xem là văn tự chủ quyền nhà đất có vấn đề không minh bạch trước khi ký đóng hồ sơ. Thông thường thì chủ sở hữu chủ một bất động sản phải mua lại hai loại bảo hiểm liên đới, Title Insurance và bảo hiểm văn tự Title Insurance để che chở mọi nguy cơ có thể xảy đến cho tài sản của mình. Ngoài những điều kể trên trong văn kiện ràng buộc còn phải có điều kiện hợp với tình trạng kiểm tra nhà đất, Inspection Contingency Clause, có nghĩa là các khiếm khuyết phát hiện khi ra xét nhà thì chủ bán phải sửa chữa cho hoàn hảo. Những vấn đề nhỏ nhặt như vòi bồn tắm, rỉ nước, tay nắm cửa lỏng thì thương lượng để chủ bán sửa lại dễ dàng. Những hư hỏng lớn hơn như hệ thống máy điều hòa, không khí, bất khiển dụng hoặc là có vi phạm luật lệ xây cất thì yêu cầu là chỉnh trang cho hợp pháp trước khi mua. Muốn được quyền hủy bỏ giao kèo và đòi chọn số tiền cọc cần ghi rõ điều kiện hoặc là chủ bán hoặc là phải sửa trước khi giao nhà hoặc là bớt tiền để người mua tự sửa lấy. Thời hạn của văn kiện ràng buộc từ lúc người mua viết chi phiếu đóng tiền cọc cho tới ngày thực sự ký kết đóng hồ sơ trả trọn tiền mua và người bán giao nhà được gọi là thời kỳ đọc, set time period, thông thường là kéo dài là từ 30 đến 90 ngày. Người bán hay môi giới thường rút ngay tiền mặt khi ít khi giữ chi phiếu lâu và sẽ trừ số tiền cọc vào tiền mua nhà trong ngày đóng hồ sơ. Sau đó nếu người mua đổi ý không mua nữa thì chủ bán có quyền không trả lại ngoại trừ các lý do được hoàn tiền cọc có ghi trong hợp đồng. Thứ nhất là tùy thuộc vào việc vay tiền, Financing Contingency. Thứ hai là tùy thuộc vào kết quả kiểm tra nhà, Inspection Contingency. Và thứ ba là tùy thuộc vào điều khoản chủ bán có ý muốn và có khả năng xác nhận chuyển quyền sở hữu, Confer Leader, một ngôi nhà hợp pháp và không hư hỏng. Điều khoản tùy thuộc vào việc vay tiền giúp cho người mua đủ thời giờ tìm nguồn tài trợ chấp thuận cho vay. Còn điều khoản tùy thuộc vào kết quả kiểm tra cho phép người mua được quyền mướn nhân viên chuyên nghiệp thi hành việc xem xét ngôi nhà. Điều khoản xác nhận chuyển chủ quyền giúp người mua lấy được một bản báo cáo về lịch sử chủ quyền của ngôi nhà. Ngay khi nhận được tài liệu này cần phải đọc kỹ ngay, tốt hơn hết nên nhờ một luật sư chuyên môn về luật tài sản và địa ốc xem xét kỹ để truy ra những vấn đề nghiêm trọng nếu có khiến ngôi nhà có thể trong tình trạng chủ quyền rắc rối không minh bạch. Người mua phải biết chắc chắn là mình bỏ một món tiền lớn để mua lấy một ngôi nhà tốt có thể bán được trên thị trường chứ không phải để mua một ngôi nhà đang bị tranh chấp hoặc có vấn đề nào đó. Trong thời kỳ đặt còn phải tìm hiểu việc mua bán ngôi nhà phù hợp chắc chắn với mọi luật lệ tiểu bang và địa phương, đồng thời tìm mua các bảo hiểm cần thiết mà nguồn tài trợ bắt buộc. Sau hết là ủy nhiệm môi giới dàn xếp ngày hẹn chung kết với chủ bán hoặc là đại diện để thăm viếng và liệu kiểm kê ngôi nhà lần chót trước ngày chính thức ký kết đóng hồ sơ mua bán tại một công ty lập văn tự có sự hiện diện đầy đủ thành phần hai bên mua bán và trung gian để ký kết, trao tiền và nhận chìa khóa nhà. Một điều tối quan trọng sau cùng cho người mua nhà là phải mua nhà trống, có nghĩa là ngôi nhà không có người trú ngụ khi ký kết nhận nhà để khỏi bị rơi vào tình trạng người bán ở lì. Đó là chủ bán đã ký sang chủ quyền rồi mà những người cư ngụ trong nhà dù là chủ nhà, thân nhân hay người ở thuê không chịu dọn đi ngay. Đừng mềm lòng nghe họ năn nỉ xin ở lại vài ngày để thu xếp nơi cư ngụ mới mà tiền mất tật mang. Vì tuy đó là chủ mới nhưng việc trục xuất người ra khỏi một gia cư phải có tòa án kiện thưa rất là rắc rối. Trước pháp luật nhiều khi phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị trục xuất cùng đài thọ chi phí dọn nhà tốn kém rất oan uổng. Do đó 24 giờ trước khi ký kết sang tên nhà cần phải kiểm soát tình trạng nhà trống. Nếu thấy chủ cũ chưa chịu dọn ra bắt buộc phải hoãn ký kết, vì một khi đã ký rồi người mua không còn áp lực mạnh nữa với chủ cũ trong việc yêu cầu dọn nhà trống như khi chưa sang tên. Kính thưa quý vị, bài chia sẻ được luật sư Lily Nguyễn chia sẻ như vậy. Nghe chị chồng nói là mới mua nhà tiểu bang Georgia, 5 phòng ngủ, 3 phòng khách. Thật đẹp, thật lớn mà chỉ có 150.000 USD cũng hay lắm.
Nhưng mà nghĩ đến thời tiết ở đó so với California, nhất là vùng Little Sài Gòn này, thì vợ chồng thả ở đây trong nhà mobile home thấy vẫn thích hơn chứ không muốn dọn đi đâu. Chị Hồng Nguyễn chia sẻ, chị là một cư dân đang sống tại thành phố Garden Grove. Nói một cách ngắn gọn về lý do vì sao gia đình chị là quyết định bám trụ lại khu Little Sài Gòn. Theo thống kê của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, do chi phí nhà ở quá cao, hàng trăm ngàn người có mức lương thấp và trung bình ở tiểu bang California phải rời bỏ nơi này để sang các tiểu bang khác mua nhà sinh sống. Tuy nhiên, với phần đông người dân gốc Việt đã bén rễ vùng nắng ấm Cali, nhất là khu vực quận Cam, thì dù thu nhập chỉ ở mức trung bình thấp, họ vẫn bằng cách này hay cách khác xoay sở, cần kiệm để mua cho được một căn nhà làm nơi định cư lâu dài. An cư lạc nghiệp là quan niệm từ lâu của người dân Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng, rất khác so với người bản xứ nơi đây. Ông Quốc Nguyễn, 61 tuổi, sang Mỹ năm 2008, hiện đang làm công tại một công ty ở Little Sài Gòn với mức lương chưa đến 20.000 USD một năm, nhưng cũng đã mua được một ngôi nhà ở thuộc thành phố Garden Grove với giá là 370.000 USD vào cuối năm 2012. Gia đình tôi sang Mỹ năm 2008, lúc đầu cũng thuê chung cư để ở với giá là 1.150 USD một tháng. Nhưng mỗi ngày cứ nghe radio ra rả là mua nhà trả tiền rẻ hơn mua nhà, nên khi thu nhập của hai vợ chồng cộng lại được hơn 40.000 một năm là tụi tôi quyết định phải mua nhà. Có an cư mới lạc nghiệp được. Có cái nhà rồi thì cứ vậy mà làm tới. Ông Quốc nói một cách hài lòng như vậy. Cũng trong tinh thần phải tìm cách an cư trước khi tính chuyện làm ăn đường dài, ông Phước Ngô, cũng là cư dân Garden Grove, đã dốc sức mua nhà chỉ sau 3 năm định cư ở Mỹ. Theo ông, thu nhập của cả hai vợ chồng ông từ khi sang Mỹ năm 2006 đến nay gần như là không thay đổi nhiều, tức là chỉ vào khoảng là 46.000 đến 47.000 USD trên một năm. Năm 2009 tôi mua nhà, cả hai vợ chồng cùng đứng tên chứ không cần nhờ ai đứng bảo trợ hết. Nhà mua lúc đó có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, giá là 275.000 USD. Mỗi tháng tôi trả tiền nhà luôn thuế là 1.400 USD. Ông Phước, người đang làm công việc dàn trang cho một nhà in trong vùng Little Sài Gòn, chia sẻ như vậy. Không đủ điều kiện để mua nhà như ông Phước hay ông Quốc, chị Hồng Nguyễn chọn cách mua nhà tiền chế mobile home sau nhiều năm thuê nhà chung cư để ở. Tôi cũng mê mua được một căn nhà lắm chứ, nhưng mà thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng không đủ điều kiện để ngân hàng cho vay tiền mua nhà, nên chọn mua mobile home ở ngay đây chứ không hề có ý định sang tiểu bang khác mua nhà lớn với giá rẻ hơn nhiều. Chị Hồng nói về lựa chọn của mình. Dù ở mobile home, nhưng người phụ nữ đang làm việc thu ngân tại một ngôi chợ Việt Nam ở Fountain Valley với mức lương tối thiểu theo quy định của tiểu bang California là 9 đồng một giờ, cũng tỏ ra là khá mãn nguyện với quyết định bám trụ ở California của mình. Quả thật, việc mua nhà được một ngôi nhà ở Cali, nhất là quanh khu Little Sài Gòn hay các vùng phụ cận, là một niềm tự hào ngấm ngầm của người dân gốc Việt tại Hoa Kỳ. Bởi không một ai có thể phủ nhận được sự tiện nghi, dễ dàng, thuận lợi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống ngay tại Little Sài Gòn. Người ta yêu Little Sài Gòn không chỉ bởi khí hậu tuyệt vời mà thiên nhiên ưu đãi cho tiểu bang vàng này, mà còn vì chợ búa, ẩm thực, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, cho đến những nhu cầu thiết yếu như trường học, bệnh viện, văn phòng bác sĩ, ngân hàng v.v. thì không đâu có thể so sánh bằng. Ông Lộc Nguyễn, một chuyên viên địa ốc ở Little Sài Gòn, nhầm tính. Một gia đình có thu nhập chừng hơn 40.000 đến 50.000 USD một năm và mắc nợ ngân hàng chừng vài ngàn đổ lại vẫn có khả năng mua nhà có giá từ 400 đến 500.000 USD với điều kiện là có tiền trả trước 20% và thu nhập còn lại khoảng là 2.000 USD mỗi tháng sau khi trừ hết các chi phí để trả tiền nhà. Thu nhập thấp, mua được nhà Little Sài Gòn là do khéo xoay sở. Một phân tích mới gần đây dựa trên các dữ kiện của cơ quan thống kê dân số cho thấy là có gần 3/4 những người rời khỏi tiểu bang California kể từ năm 2007 đến nay là giới kiếm được ít hơn 50.000 USD mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng thị trường địa ốc ngày càng cao giá ở California là một nguyên nhân chính đưa đến chiều hướng này. Trong khoảng 50 thị trường địa ốc đắt giá nhất trên nước Mỹ thì một nửa đã nằm ở California, và 9 trong 10 nơi có giá nhà cao nhất nước Mỹ cũng thuộc về California. Theo trang định giá nhà cửa Zillow.com,
Giá nhà trung bình tại các thành phố xung quanh Little Sài Gòn như Westminster là 527.200 USD, Garden Grove là 457.600 USD, Santa Ana là 410.500 USD, Anaheim là 468.100 USD, Fountain Valley là 665.300 USD, Huntington Beach là 68.370 USD. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Lộc thì lý do nhiều người ở Cali nghèo quá, không đủ tiền mua nhà nên bỏ đi nơi khác không đúng 100% với người Việt. Người Việt mình mua nhà không chỉ là mua một cái chỗ để ở, mà là quan trọng hơn là có một tài sản thật sự. Khi làm chủ một real estate ở California đắt đỏ, một căn nhà California có thể nhỏ, có thể xấu hơn ở nhiều tiểu bang khác, nhưng mà nó thực sự là tài sản của người dân ở một nơi có nhiều tiềm năng như thế này. Ông Lộc giải thích như vậy. Trong tinh thần đó, cùng với sự cần kiệm sống đơn giản đến mức tối đa theo kiểu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nên nhiều người Việt có thu nhập ở mức trung bình vẫn có thể mạnh dạn mua nhà ngay tại Little Sài Gòn. Ông Quốc cho biết là mỗi tháng ông trả tiền nhà khoảng là 1.300 USD, thu nhập của hai vợ chồng tôi chưa trừ thuế là khoảng là 4.000 USD trên một tháng. Sau khi trả tiền nhà và thanh toán tất cả các khoản chi phí cần thiết cho đời sống ở mức tối thiểu thì còn dư lại khoảng chừng 200 USD thôi. Đó là do hai đứa con tôi đi học đại học, tôi không phải đóng tiền, mà tụi nó cũng kiếm được việc làm thêm nên không đụng đến một đồng nào của ba mẹ hết thì mới chi phí được như thế. Ông chiết tính như vậy. Với ông Phước thì tiền nhà trả hàng tháng là 1.400 USD luôn thuế, tiền lương tôi vô hết để trả tiền nhà, chỉ còn lại một đầu lương của bà xã mà thôi. Đó là một gánh nặng chứ chẳng chơi. Nhưng may là tôi sửa lại nhà để xe thành một phòng cho thuê, để mỗi tháng có thêm vài trăm nên nhẹ bớt phần nào. Nếu không cho thuê thì với thu nhập chừng là 47.000 USD mỗi năm thì chi phí cũng sẽ đủ thôi, nhưng mà rất là chật vật. Ông nhìn nhận như vậy. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng nhiều người gốc Việt thu nhập thấp mà vẫn mua được nhà là do họ có sẵn được khoản tiền để trả trước cho căn nhà muốn mua. Đó là tiền bán nhà từ Việt Nam mang sang, chứ ở đây đi làm lương như vậy thì làm sao có tiền để dành đến mấy chục ngàn. Ông Phước, ông Toàn và chị Hồng đều có chung nguồn gốc tiền để down mua nhà như thế. Ông Phước phân tích, thu nhập của nguyên gia đình tôi dưới 50.000 USD vẫn có thể mua được nhà là do tôi có sẵn tiền down. Chứ nếu chỉ qua đây với hai bàn tay trắng đi làm với mức lương đó thì làm sao có thể dư đủ để trả tiền down mà mua nhà, đó là vấn đề. Do đó được trả tiền là 50.000 USD từ Việt Nam mang sang nên chỉ sau 3 năm đến Mỹ, ông Phúc đã mua được nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm với giá là 275.000 USD, trả trước 55.000 USD. Để bây giờ ông cảm thấy quyết định mua nhà là đúng, nhất là khi cho thuê được thì thấy thoải mái hơn, tiền cho thuê có thể tiêu vặt được, không còn bị áp lực chật vật phải chi ly tính toán sao cho đủ tiền bill, tiền nhà mỗi tháng. Chị Hồng Nguyễn thì dù có sẵn tiền để trả trước 20% khi mua nhà khoảng là 400.000 USD, nhưng do thu nhập hiện tại của vợ chồng chị quá thấp, không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nên chị dùng tiền đó mua nhà trả hết một căn mobile home. Lúc thuê nhà chung cư có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, không có nơi giặt sấy gì hết mà đã phải trả là 1.500 USD mỗi tháng. Giờ căn nhà mobile home này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng rãi, đậu xe thoải mái mà chỉ phải trả chừng là 920 USD trên một tháng. Chi phí thấp hơn, thấy đời sống thoải mái hơn, chị chia sẻ như vậy. Ông Quốc cũng cho rằng hài lòng lắm khi mua được nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở Westminster và trả mỗi tháng là 1.300 USD thay vì trước đó ở nhà thuê là phải trả 1.150 USD. Giờ nghe nhà nhiều tiểu bang rẻ hơn, nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bán nhà đi nơi khác vì khí hậu. Đời sống ở đây quá tốt, còn đi đâu nữa? Ở ngay cộng đồng đông người Việt như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa bây giờ? Ông Quốc cười sảng khoái và nói như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.